À, mua một ngôi nhà đẹp và định cùng gia đình sống một cách vui vẻ ở đấy. Và định cùng gia đình sống một cách vui vẻ. Và định cùng gia đình sống vui vẻ, thay một cách vui vẻ thì nó không hay. Và định cùng gia đình gì hả cô? Và định cùng gia đình trải qua đấy, hoặc là sống đấy, trải qua một cách vui vẻ hoặc là sống một cách vui vẻ, cùng gia đình trải qua một cách vui vẻ. Rồi, 8 câu à. À, 8 câu à, mới 7 câu thôi. Mới 7 Mới câu có đúng không? bảy câu thôi. À, câu cuối cùng ha. Cuối tuần này bạn định làm gì? Cuối tuần này bạn định làm gì? Bạn kia mới trả lời. À, cái câu số 7 còn mà các bạn cho vào cô một câu nữa ha. Là tôi kiếm tiền rồi trải qua vui vẻ cùng với gia đình, định trải qua vui vẻ cùng với gia đình ấy, thì cái bạn kia mới nói tiếp nữa, vậy thì bạn phải chắc là phải chăm chỉ kiếm tiền này, chắc là sẽ phải chăm chỉ kiếm tiền này, chắc là sẽ phải chăm chỉ kiếm tiền này, hoặc là chăm chỉ làm việc, thay kiếm tiền và làm việc ha. À, ví dụ như hồi nãy là câu câu này là bạn ta nói xong, bạn na xong thêm một câu của bạn ta rồi, câu bạn ta nữa là chắc là phải chăm chỉ làm việc này, chắc là sẽ phải chăm chỉ làm việc này, thêm một câu nữa chắc là sẽ phải chăm chỉ làm việc này. Và sẽ phải chăm chỉ làm việc này. Chắc là sẽ phải. Đi ra mình tay nè các cô. Đúng rồi. Cấu trúc nào thêm vào cấu trúc hết, thêm được thêm vào hết. Này, cấu trúc này sẽ phải cũng học gọi kênh cũng học gọi neo cũng học gọi cho hết vào hết. Rồi câu tiếp theo hồi nãy cô mới đọc vừa đọc xong nha, bây giờ đọc cô trả lời nha. Câu là cuối tuần này bạn định làm gì?
Bạn kia mới bảo dạo này sức khỏe tôi không được tốt. Dạo này sức khỏe tôi không được tốt. Nên nếu như có thời gian, hoặc là nếu như cuối tuần này không đi làm ấy, tuần này không đi làm, thứ bảy chủ nhật ấy, nếu như không đi làm hoặc là nếu như có thời gian thì tôi định tập thể dục ở tại công viên. Thì tôi định tập thể dục ở tại công viên. Rồi các bạn có hỏi cô gì không? Trong 8 câu này. Kế hoạch là gì vậy cô? Kế hoạch. Hoạch. Kế hoạch. Nhà đẹp là gì vậy cô? Nhà đẹp, dẹp bưng chip, nó có định ngữ không? Có Chết rồi cô. dẹp bư tà là đẹp đúng không? Mình nhờ định ngữ của trợ từ, mình thêm ưng nương vào, có thể là dẹp bưng chip. À, định ngữ của chúng ta. Cái gì à, Hiên? Nhìn rõ đúng không? Từ kế hoạch á. Ok. Hẹp. Thấy chưa? Từ đổi tiền là từ gì cô? Hoan chân. Hoan chân là đổi tiền. Trong từ mới mình có cô hoan chân này này. À, trong bài tập của từ vựng chúng ta có là hoan chân hà tạ. Hoan. Cô ghi lên đây luôn ha. Thuần nên phạt cô ta hoặc là hoan hoan chân hà tạ, hai cái nào cũng được. À, để cô đưa cái này. Hoan Còn chân. cái câu số 2, cái câu trả lời là muốn đổi thì anh em biết tính tiền đến đúng không con? Muốn đổi hàng thì phải mang theo cái hóa đơn. À, hoan chân hà tạ. Hoan chân hà tạ. Còn rút tiền là gì con? Rút rút là gì con? Thu nương bộp tạ hoặc là thu nương cha tạ. Thu Anh chưa nương. hai tạ đổi hả cô? Sao em? Anh chưa hai tạ đổi hả? Đổi tiền bằng với thu nương phạt cu tạ. À. Cái câu đó nãy em sử dụng ba cô hai cô xịt không nha. Đúng rồi, cũng được, không sao cả. Thôi nên tạ tạ hai tên. Trong bài 15 này nó có những từ mới như từ đó đấy. Về chúng ta sẽ xem sơ qua, chúng ta học sơ qua nhé. Ở đây lên lớp những có gì từ nào bạn không hiểu thì hỏi luôn. Rồi hôm sau chúng ta sẽ học từ mới. Tôi nâng phạm tà là rút tiền hả con? Tôi nâng bộp tà, tôi nâng chặt tà. Hai cái. Ta chặt. À, hai cái của cái nào cũng được.
Rồi bây giờ cô gọi sữa ha. Đây có nó có 8 câu. Thì bây giờ cô sẽ chia ra. Mình sửa luôn ha. À, cô nhiều việc quá. À, bây giờ mình sửa ha tại cho hôm ngày mai là mấy bạn quốc à, một cái bạn quốc tịch đi thi quốc tịch mà cô không nhớ, cô nhớ là thứ sáu bạn ấy mới đi nên là bạn ấy đợi từ sáng tới giờ không thấy cô nhắn tin chúc mừng và không thấy chơi nhắn tin động viên, thì cái bạn cùng lớp mới bảo là à bạn nhắn trước là các bạn bảo là à, hôm nay hôm mai chị thi rồi chúc chị đi thi thế này thế kia, mình mới giật mình ố bạn ấy hình như là thứ sáu đi mà đang dạy cho lớp đang đang hướng dẫn lớp như thế này thì bạn ấy bảo không phải cô ơi thứ tư, cô bảo cô quên mất, các bạn bảo hèn chi đợi cô mãi đợi cô á, chúc mừng bạn ấy lấy hên mà đợi mãi không thấy cô cho nên các em chủ động nhắn trước, thật sự nhiều việc quá các bạn thông cảm chứ cô thật sự ở trong lớp mình cũng vậy à, đôi khi nhiều việc ấy không phải là cô không chú tâm để ý các bạn mà là nhiều việc quá nó quên, các bạn phải nhắc nhở cô nhé, nếu mà có vấn đề gì các bạn gì đây nhắc nhở cô đó là gì đây, tạo cơ hội cho cô nó nhớ lại đấy à. Thật sự mà những đề mà cô không gửi bài hoặc là không chấm bài gì đó các bạn cứ nhắc nhắc nhở nha, nó đôi lúc là nó quên hoặc là tin nhắn của bạn gửi bài nó bị trôi đi thì là cái đôi lúc là cô sẽ gì đây chưa nhìn thấy à. Mà có cô có thiếu sót hoặc là quên cái gì các bạn nhớ nhắc nhở nha, đó là điều cho gì đây rất là quan trọng, các bạn đừng ngại gì hết à, cô ơi sao cô cứ gửi cái này, ô cô ơi cho cô sư gửi bài hoặc là cô ơi sao cô gửi cái bài đọc, cứ nhắc nhở chứ đừng thấy cô không gửi cái gì hoặc là tìm thấy cô không gửi bài hoặc là cô không có chấm bài tập cái là các bạn im luôn, thật sự là đôi lúc bạn bận thì có bạn cô chấm sao thì có chấm nhưng mà đôi lúc cũng có quên đấy à, cho nên mình thấy cái gì mình nhắc nhở cô thật sự à, đôi lúc cũng thấy chạnh lòng là ôi mình các bạn nói cũng thấy chạnh lòng, cô đã đợi cô từ sáng tới giờ mà không thấy cô nhắn tin cho bạn ấy để chúc mừng cho bạn ấy lấy hơn buồn quá à, coi như mình cũng là cô sai sót ha. Rồi bây giờ các bạn sửa cho cô phần từ ba câu đầu tiên, bây giờ Vàng với lại Quỳnh đi sửa cho cô ba câu đầu tiên. Đầu tiên là ông cháu bạn từ đầu cô hè ở tất kê hè thế á, Nếu mà chỗ này cô muốn nói lại thì sẽ nói như thế nào?
không chỉ là hai câu, cô muốn nói một câu thôi, thì để nói câu với nhau nó không có một ý nghĩa gì, mình dùng cái gì để nói ngữ pháp nào? 동작은 만들고 하는데 어떻게 해야 돼요? 똑똑해요. 동작은 만들고 tại vì này có bắt chim, vì mà vì sao mình không tiếp ư? Là vì bắt nguyên tắc của thằng R. R mà gặp ư thì ư bị lược bỏ, cho nên chỉ còn mạnh tư rõ cố hát nền đề. Ô thúc khe hay hả tế ô? Rồi. Ô thúc khe tế ô? Một là quá? Quê quốc in tương lục chương nghi ít thôi à, quê quốc in tương lục chương à, tương lục chương nghi ít thôi à, để ít thôi à, để ok. Cái tivi nhà em á, em hỏi gì cái nó nói là không có tiền tự giấy chứng minh. Chồng cứ ngủ cái ngay sofa nói chuyện lên điện thoại, nó kêu em là trễ rồi đi ngủ đi. Nó có cái cục cây vô nó tự động nó không nó bắt rồi. Đúng rồi đó, nhà mẹ chồng đây. Cô cũng có cái máy đó, tại vì bà ở một mình bà buồn á, cái mua cái máy đó cho bà nói chuyện. Cái bà hỏi ăn ăn cơm chưa, anh nói nó ăn cơm rồi, và bà ăn cơm chưa, nó hỏi là bà ăn cơm rồi, cái bà chưa ăn, cái bà nó bảo mới bảo là phải ăn nha để giữ gìn sức khỏe. Nói là những người thật vậy đó. Đó, cái máy đó đó. Rồi, tiếp tục. 이 바지 너무 작아서 바꾸 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 바꾸다 thì đôi lúc mình sẽ sử dụng 바꾸다 mà là 교환 cả. 아, 교환. 교환 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 아, 이 바지가 작아서, đúng không? 작아서 교환. 교환 하려고 하는데요. 아, 하는데 어떻게 해야 돼요? 바꾸하고 싶으면 연수증 가져와 와야 돼요. 교환하라 바꾸다 그냥 공부. 교환하고 싶으면 연수증. 아 연수증 가져와야 돼요. 아 연수증을 가져가야 돼요. 니마 망한다. Phải đi chứ. À không phải mang đến. Khả châu tại là mang đến rồi. Mang đi, mang đi. Khả chơ khả giá. Khả giá tiểu. À, khả châu tại là mang đến đây đấy. Ví dụ như cô ở nhà cô kêu em mang cái gì đến đây. Khả châu xe ô. Đó. Mang đến nhà tôi. Nhưng cái này là mang đi. Đi đi đi. Khả chơ khả giá. Rồi câu số 3. 돈은 환전하고 싶으면 어디로 가야 돼요? 아, nếu mà dùng 환전하다 thì không cần phải dùng 돈. 돈은 아, 돈은 바꾸다 bằng với 환전하다. 아. 환전하고 싶으면 어디로 가야 돼요? 아, khi chúng ta nói cái 환전하다 này là người ta hiểu luôn là đổi tiền luôn rồi đó. Với cái cụm này luôn đó là đổi tiền. 환전하고 싶으면 하려면 하고 싶으면 nếu muốn đổi tiền. 환전하고 싶으면 어디로 가야 돼요? 아. 어디로 가야 돼요? 어, 가야 돼요? 은행에 가야 돼요. 은행에서 Câu này hình như không phải vậy mà. Có thể đổi tiền ở tại ngân hàng. Có thể đổi tiền ở tại ngân hàng. Có thể đổi ở ngân hàng. Kaya
맞아요. 완전 완전할 수 있어요. Rồi, các bạn lặp lại một lần nữa xong đổi vị trí cho nhau. Rồi, đó là vị trí cho nhau. Kêu hoa na được cô hoa nè đè kêu hoa na được cô kêu hoa na được cô Ủa, cái này là kêu kêu em cái câu này là tôi định đổ lại mà chị à y ba chi cả chôm cha bà sơ kêu kêu hoan ha ha rồi cô hát lên để ô trước cái hay à để 기원하고 싶으면 영수증은 가져가야 돼요. 환전하고 싶으면 어디에 가야 돼요? 은행에서 환전할 수 있어요. À, ok, rồi, ok hết ha. Nhưng mà các bạn để ý cho cô này. Oh, ok. Ok, sao cái cô nghe nó vẫn còn kê kê ở đây các bạn. Đọc quen rồi đúng không? Ok. Ok, để ok, phải âm khờ nha. Và tiếp tục nữa là khi hoa na rồi cô Tại vì tại sao chỗ này cô đọc là na là tại vì thằng H này nó đứng sau N, R, N hoặc là M thì nó sẽ bị những cái thằng này nó đè lên. Người ta sẽ không đọc là ha luôn. Các bạn nghe kỹ. Vì sao cái từ mà người ta đọc khó từ vì, tại vì người ta đọc khiêu hoan mà người ta nói khiêu hoan mà người ta mình khó nghe quá là tại vì họ đọc lướt qua, họ không đọc là khiêu hoan ha tả như chúng ta. Mà họ đọc nhanh, họ đọc lướt qua cái thằng này luôn là khiêu hoan na rồi cô. Nào. Đọc giống như chữ N. Thằng này nó đọc lướt qua thằng H này. Khiêu hoan na rồi cô hoan hình đề. Đó, người ta nói nhanh, người ta sẽ nói như thế cho nên chúng ta nghe không kịp là vậy. Khiêu hoan na được cô mình là khiêu hoan ha tà nhưng người ta đọc cái này mình chưa nghe cái từ ha tà mình không biết có phải là từ khiêu hoan hay không chính vì như thế chúng ta phải phát âm à, nói như người đấy chỗ này cũng vậy khiêu hoan nào cô ship phụ nhau khiêu hoan nào cô ship phụ nhau người ta liếng qua rất là nhẹ nhàng còn chúng ta này khiêu hoan hà cô ship phụ nhau nó cứ ha nó rất là nặng chỗ này chúng ta người ta hỏi người ta nói chữ ha này nó không ra chữ ha. Các bạn để ý cho cô kêu người ta đọc từng chữ thì người ta vẫn đọc là khiêu hoan hà cô nhưng khi kêu người ta phát âm nguyên cái chữ này người ta phát âm khác nó giống nhau nó đi nó dính như nhau cho nên là nó bị liếm qua mà trong trường hợp này này là người ta nguyên tắc của người ta chứ không phải là cô thích đọc hoặc là cô muốn kêu các bạn đọc như thế là nguyên tắc người ta như thế và khi các bạn kêu người ta phát âm đi nó nhanh chỗ này đi chúng ta không nghe từ ha đâu chúng ta không nghe ra từ ha đâu khi hoa nào cô xích phụ mèo khi hoa nào cô xích phụ mèo nào cô xích nào cô xích người ta nói nha khi hoa nào cô xích phụ mèo chính vì thế vì sao cái nghe mà mình nghe không rõ là gì đó là từ từ vì trong trong chúng ta đọc làm sao chúng ta nghe làm vậy chúng ta nghe cái từ khi hoa ha tả nó mới đúng mà sao chỗ này khi hoa ha tả không phải là nghe từ gì không biết từ gì à, chúng à, khi chỗ này người ta đọc nhanh là khi hoa nào cô xích phụ mèo chứ không có khi hoa ha cô xích phụ mèo người ta không đọc chữ ha khi hoa nào cô xếp vừa nhớ rất là nhẹ nhàng chỗ này còn chúng ta đọc cái này nó nặng quá giờ dần sư chân cả chưa khai ra tuổi ô hoan chân nào cô đây cũng vậy hoan chân hạ cô xếp vừa nhớ nếu như cô không cố tình đọc như thế đâu như các bạn tự đọc thế thì mình sẽ cảm nhận được luôn là cái giọng nào nặng và cái giọng nào nhẹ nếu như chúng ta không trường hợp chúng ta không
đè thằng Hắc lên. Hôn trên hà mẹ, à, hôn trên hà cô xếp vừa mẹ, thì chữ hà này giờ nó nặng nề lắm các bạn. Vì N, R, M hoặc là N này nó gặp ba bốn cái thằng này thôi, nó gặp thằng H này thì những cái thằng này đè lên, đè lên, đè lên, lướt qua đè. Hoan chân nào cô xếp phường nhớ. À, và chú này cũng này đây, hoan chân nào cô xếp phường ở tiêu đô khai là tế ở ưng hê nô. Hoan chân nào xử sợ, hoan chân nào xử sợ, hoan chân nào xử sợ, chứ người ta không có đọc hoan chân hay xử sợ, hay hoàn chân hay suy sợ gì cả. Cái từ này chúng ta sẽ không, cô nói rồi các bạn về kêu họ đọc thử thử xem, họ đọc không ra chữ H các bạn à. Mà họ họ vì sao họ không đọc từ H, họ cũng không biết giải thích đâu. Cô nói thật là tại vì các bạn đừng áp đặt là người Hàn phải cái gì cũng phải biết. À tại sao đọc để mà vì sao đọc họ không biết, là tại vì cái phát âm này là họ đã sinh ra là họ là người Hàn rồi, họ đã đọc được rồi, không phải người nào cũng biết đâu, người nào tìm hiểu qua thì mới biết, còn không tìm hiểu qua thì vốn dĩ là họ đọc như thế rồi, cho nên họ các bạn hỏi lý do vì sao họ cũng chưa giải thích được, đó là chuyện thường tình. Ví dụ như có những tiếng Việt mình cũng thế, là các bạn hỏi cô cái gì đó tuy là cô là người Việt nhưng có cái biết có cái cô không biết, chứ không phải cái gì ở Việt Nam cô cũng biết, các bạn cũng vậy, cho nên người ta cũng vậy. À, các bạn hay à, ông là người Hàn mà thôi không biết, ông là người kia thì không biết, thì cũng giống như mình suy nghĩ giống như mình vậy các bạn, không phải trên Việt Nam cái gì mình cũng biết, cô cũng vậy nè, không phải cái gì đã là cô giáo các bạn đấy, à các bạn là cô giáo là hướng dẫn này thì cái gì cô cũng biết, không cái gì cô học thì cô biết thôi, cái gì cô tìm hiểu thì cô biết, cái gì cô chưa học cô cũng không biết đâu, con đường mà cô đi qua thì cô mới biết nó có cái gì, còn con đường mà cô chưa đi qua cô không biết nó có cái gì và không biết đi đến đâu. Chính vì như thế không vậy thôi. À, đừng áp đặt ví dụ à cô là cái gì cô không phải biết. Cô cái gì khi tiếng rất là rộng phải tìm hiểu, nhưng mà cái gì cô tìm hiểu rồi cô mới biết, còn cái gì mà cô chưa tìm hiểu đến cô cũng không biết đâu. Cho nên học mới biết, còn không học là lấy gì biết được. À, cái họ cũng vậy thế thôi, người Hàn cũng vậy đi, cho nên là đôi lúc mà à tại sao đọc như thế, họ người ta bảo là không biết tại đọc vậy đó, người ta sẽ trả lời như thế. Ví dụ như trong trường hợp vậy thì bảo ô là người Hàn mà tại sao không biết đọc cái này mà không biết, đừng nói như thế. À mai mốt mà ông hỏi cái gì Việt Nam mình nói không biết là tại sao bà là người Việt Nam bà không biết, ông ấy sẽ hỏi các bạn vậy, đâu phải cái nào mình cũng biết, người Việt Nam mà mình biết nói tiếng Việt Nam nhưng đôi lúc ngữ pháp Việt Nam hỏi là làm sao mình biết được, và cái trên tất tần tật cái trên đất nước Việt Nam mình sao làm sao mình biết hết được, tuy là mình người Việt Nam làm sao biết hết được, mình không tìm hiểu là làm sao mình biết được. À đó chính là như thế. À. Chú ý ở cái này ha. Ngày xưa cô cũng như các bạn vậy các bạn, nhưng mà bây giờ cô hiểu ra này, và cũng đặt hoàn cảnh của người ta trước khi đánh như này thì mình đặt cái lập trường của mình suy nghĩ trước, mình nói giống như trong hoàn cảnh người ta. À đôi lúc mà ngày xưa cô giống như các bạn đó kìa, chồng cô mới nói là ngày xưa cô đi học cũng như các bạn thôi, bây giờ cô là người hướng dẫn thì cô mới hiểu. Về mà hỏi ông mà không biết á, ông nói ông người Hàn mà không biết nữa thì ai biết, ông nói bà làm như cái gì tôi cũng biết, bà làm như là tôi là thiên thần. À bà ông sẽ nói như thế, à, bà làm như cái gì tôi cũng biết, tôi là người Hàn nhưng mà đâu tôi đâu có học qua những cái này đâu, mà tôi biết thì tôi biết nói thôi, những cái gì tôi biết thì tôi biết, còn cái gì tôi tìm hiểu lấy gì tôi biết, thì khi đó mình mới hiểu. Sau này các bạn vậy đây, à cô làm người hướng dẫn rồi cô mới hiểu được là nó là như thế nào. Ngày xưa cũng như các bạn thôi, tại vì cô gặp rồi cô mới nói với các bạn như thế, trong suy nghĩ của mình là như thế, nhưng đối với khả năng người ta không có khả năng, người ta chưa tìm hiểu mà mình bắt người ta phải biết thì khó tay luôn ha. Rồi mình còn 4 câu nữa đúng không, à 3 câu rồi, mình còn 6 5 câu nữa, thì bây giờ 3 câu tiếp theo, à, Thủy với lại Hoa đi, sửa cho cô đi. Thủy với lại Hoa cô đợi em tới. Ô hô ê, ô câu số 4 đúng không? Ô hô ê, ô tiê,
tiếp tục.오는 오후에 우체국에 속보를 보내러 가라고 해요. 오늘은 우체국. 우체국에 속보를 보내러 가라고 해요. 소포룸 보내러 가 được cô heo đúng không? 가라고 해요. 오케이 okay. Rồi câu số 5. 다음 주 토요일에 꽃을 구경하려고 해요. 다음 주 다음 주 토요일에 꽃 이래 꽃을 구경하려고 해요. 거 em này đúng không? Rồi, bạn trả lời. Đúng rồi. Có chương cụ cân hà rồi cô hàn đề Y bon chú hoặc là tham chú. Tham chú hoặc là bên chú. Tham chú ạ. Tham chú thổ dụ y đề Thổ dụ y đề Về xa y mạnh thật Thế xa yê đi mà sao Chú mang về tô In hà đó Khai gia tèo Hoặc là in hê gia tèo cũng được, ngắn gọn. Cũng đi để làm, còn thôi cũng phải làm việc. Cũng được ha, cái này cũng được ha. Hê đê gia tèo hoặc là y ha đó hai gia tệ cũng ok hai rồi câu số 3 오후에 시장에서 과일은 사러 가려고 해서 같이 갈래요? 오늘 주말 오후에 그 오후에 주말에 또 đi chợ mua ít hoa quả. Ôi, xin chào e sơ. Xin chào e con, xin chào e. Khoai y sao đó, cao Si Chang nếu mà mua hoa quả ở tại chợ thì Si Chang hề sơ là đúng rồi đó. Hành động ở tại thì cái ngay đây địa điểm này đó. Si Chang hề sơ khoai khoai rừng sao được cô hai nền tệ. Hai nền tệ nó sẽ hay hơn ha. Rồi cô hai nền tệ. Cả chi khăn lẻo. Chị cần lẽ không? Mà sao gọi là khăn cải đó. Rồi. 그러면 제가 또는 자 ví dụ như trả lời nè chỗ ai rồi cứ đáp nhớ là còn tôi phải đi rút tiền mà rút tiền mặt không không vậy thì tôi phải đi phải rút tiền mặt mới được nó hơi ồn quá thủy thủy trời ơi tắt cái loa hộ cô cái thủy rồi thủy ơi thủy tắt hộ cô cái loa thủy ơi bạn thủy đâu rồi thủy ơi thủy nhắn tắt
khổ của cái loa ồn quá. Bạn Hoa nói cu không nghe. Để khi nào Dạ rồi. em ấy xong rồi mở loa lên ha. Rồi Hoa nói lại đi thôi. À, hong hong cung là dùng tôn hay là hong cung nhỉ cô? Tiền mặt Không. là hong cung hay là tôn nhỉ À, cô? tiền mặt gọi là hân cơm đi. Tiền mặt. Hong cung. Nè, cô lo miên. Thế cả hong cung cha chư lo cô hiểu. Cái cử đã định hay là phải? Sao cô? Cái câu cuối cùng là định hay là phải? Đâu rồi? Phải đi rút tiền mặt à, đúng rồi em lộn rồi cô. Rồi đọc lại. À, hôn chinh ta ta ya teo. À nè chú ơi, cứ đâm non hoặc là cứ đâm, vậy thì tôi phải gì đây, phải rút tiền mới được. Cứ đâm non à, thế thì tôi phải đi rút tiền. Cứ cứ đâm non không cùng không cùng ăn trộm bột tạ hoặc là chát tạ, rút tiền mặt ra bột bay ra tèo. Hãy rút ít tiền mặt ra, bộ vài tệ tệ. Vì sao? Vì ở chợ thường thì không tính bằng thẻ, không có tính tiền bằng thẻ. Thì đã như thế nào đây? Hai đọc đi còn câu nữa mà. Còn hai câu nữa cô. À, bạn có kế hoạch đặc biệt gì trong năm sau hay không? À còn nữa, cái câu này còn nữa. Cứ đám nhờ không có mua À, chồn bộ bay tiều. Vì chị ở chợ ừ. thì sang ngày sau nên khá đưa còn chê cả anh đeo. À mà chê ăn tê nhị cay vì hoặc là ăn tê sợ hoặc là ăn kê ăn tê kỳ tâm môn nhiều. Những cái này có thể để cuối câu, ni ca ai sao có thể để cuối câu và thêm vào dò và là vẫn được. Mình không nêu lý do thôi, mình không nêu cái mệnh đề phía sau thì giữa cái đó là kết thúc, chúng ta có thể để vô vào kết thúc luôn. Vì là gì đây, xí trăng ngày xưa nữa. Chị ca À đúng rồi, bổ thông. Thường thì là không gì đây.